Em xin chào cả anh em quay trở lại với channel mình nha. Thì hôm nay mình cùng thằng cháu mình sẽ thực hiện một thử thách, đó chính là quay máy đồ 1000cc tiếp anh em ạ. Ok, thì bây giờ mình sẽ để thằng cháu mình quay trước nha. Để mình sẽ động với nó xem thằng nào quay nổi trước. Cố lên nào. Mày em xịt rồi anh em ơi. Đâu để chú quay xong sau. Ra nhiều đấy. Ra nhiều đấy. Cố lên nào, mạnh mẽ lên. Hôm trước chú mày quay cũng không được. Ok, mạnh mẽ nào. Cớ lên. Cớ lên. Không lên được anh em ơi. Bây giờ chắc mình phải làm một thủ thuật thôi anh ạ. Bây giờ mình sẽ làm một thủ thuật. Lúc nó lại quay. Kêu. Làm một cái nữa cái nào, làm thêm nhây nữa. Ê, thằng gì? Nóng lắm đây vào đây. Cực kỳ khó luôn anh em. Quay bữa trước tới giờ mình chưa quay nổ bây giờ luôn này. Mình thấy nó nổ một lần. Ok thì anh em, bây giờ mình sẽ tiến hành này. Đốt cái này lên rồi mình hâm nóng cái này anh. Mình sẽ hâm nóng bộ máy trước rồi mình nổ thì chắc chắn nó sẽ lên. Rồi bây giờ mình sẽ máy nhá, để thằng em mình nổ nhá. Ok, nổ đi. Chú mày hơi ngồi chứ. Đốt về đây để chú mày làm sẵn nữa con nào. Mồi cho nhá. Mồi nhóm lửa cho nhá. Oh.
ồn quá anh ạ. Bây giờ mình cũng mệt lắm ấy. Đấy, anh em thấy chưa? Thấy con một lá sức trẻ của mình chưa? Mạnh không? Mình khỏi nó ấm rồi. Mình phải dùng cách hâm nóng này mới đủ dễ anh em ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ đóng lại. Ok, thì video của mình đến đây là tạm dừng tại đây nhá. Nếu mà anh em nào mà muốn xem nhiều video mình đổ 1000cc hơn ấy thì hãy bình luận bên dưới. Clip mấy clip sau mình sẽ làm về máy nổ 1000cc cho anh em. Ok, xin chào tạm biệt anh em nhé.